Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay các bạn có đi đâu chơi hay là có làm việc gì không? Có khỏe không? Thì hôm nay mình giới thiệu cái dự án Empire City trên hình ảnh mà các bạn thấy rồi đó. Thì tiếp tục là cái đây là phần 2. Phần 1 Tuấn đã giới thiệu qua tổng quan rồi. Thì phần 2 mình sẽ đi chi tiết vào những cái con đường, những cái hướng đi, cái tiện ích mới của nó mà Tuấn mới tìm hiểu được. Và làm cái tập 2 cho các bạn coi. Hôm nay Tuấn sẽ đi từ một cái đoạn đường ven hồ trung tâm ha, đi qua bên đại lộ vòng cung. Thì trên đường đi á, ở đây là bên đường ven hồ trung tâm phía bên Nguyễn Cơ Thạch đó các bạn. Thì trục đường Nguyễn Cơ Thạch thì những tập trước Tuấn đã làm phần 2, thì các bạn nào chưa coi thì các bạn có thể đăng ký mình coi lại ha. Thì khám phá quận 2 của Tuấn là bao gồm chuỗi Sala, Trần Não, Thảo Điền, tất cả những cái khu dân cư hiện hữu và khu dân cư hình thành trong tương lai. Điển hình như là Empire City là một cái khu phức hợp bao gồm khách sạn 5 sao, căn hộ, vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại rất là lớn. Đó, thông tin chính thức là Empire City nó có tới một tầng cao nhất là 88 tầng, có chiều cao hơn cái Landmark 81 ha các bạn ha. Thì nó đã lên Google rồi, tức là chính xác là nó 88 tầng chứ không phải là 86 tầng nữa. Lúc trước thì thông tin ban đầu là 86 tầng. Thì hôm nay là tính lên Google để coi chủ dự án người ta sửa là bao nhiêu tầng. Thì cái thông tin trên Google là có một mình chủ dự án người ta có thể sửa được thôi. Là 88 tầng thì có thể chiều cao hơn Landmark 81 là chắc chắn. Khi nào mà cái dự án nào mà xây sao người ta sẽ cao hơn để người ta lấy cái thành tích là cao nhất Việt Nam hay là cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thì đi là đường ven hồ trung tâm thì nó có những cái con đường, các bạn nếu mà các bạn để ý nhìn sâu vô trong là nó có những cái dự án ha. Đây là Tuấn quẹo vô đây là một cái nhánh đường nữa các bạn, chứ không phải là khu mà nó làm để mình ngắm cảnh ha, thì nó chặn lại rồi. Thì Tuấn phát hiện là nó những con đường ha, con đường đi vô trong đó và có những cái dự án trong đó ha. Thì dự án treo hoặc là dự án đang làm, nếu mà các bạn nào biết thì comment cho Tuấn biết thông tin thêm ha. Tại Tuấn nhiều khi có những dự án mà nó treo hoặc là nó quy hoạch thì Tuấn chưa biết đâu, bạn ở khu này các bạn biết. Thì mình đi đường ven hồ trung tâm, mình đi qua một cái hướng mới đi qua Empire City. Cái đường này sau này nếu mà mấy cái dự án hai bên nó được lên thì cái đường này là còn một trong những tuyến đường đẹp và sầm uất của ngay trung tâm Thủ Thiêm ha. Thì Tuấn nói thêm về Empire City, tiếp tục nó trước mặt mình đó các bạn. Tuấn nói thêm về nó để một lát nữa là mình có cái tuyến đường ha. Thì nó là xây với tổng chi phí tới 1.2 tỷ đô. Tập trước Tuấn đã nói rồi là quy mô là 14,5 hecta, 3.000 căn hộ cao cấp ha các bạn ha. Thì nó giá trung bình hiện tại là từ 90 cho tới 120 triệu một mét vuông, có căn hộ là từ trên 8 tỷ 2 phòng ngủ cho tới 3 phòng ngủ là mười mấy 22 tỷ cũng có ha. Thì nó có hồ bơi trẻ em ha, sân vườn, hồ bơi tiểu cảnh, tất cả những cái cao cấp khác là nó đều có hết. Và đặc biệt nó có những cái hệ thống thác nước đồ rất là đẹp, giống như là các bạn đi ở Singapore thấy vậy đó. Thì tổng diện tích xây dựng của nó 73.000 m², thì tập trước Tuấn đã nói rồi 3.787 căn hộ, diện tích từ 50 cho tới 300 m². Thì nó có chủ đầu tư là Capland và Tiến Phước. Thì tập trước Tuấn cũng có nói rồi ha, thì hợp tác với lại Việt Nam mình á, với lại Trần Thái nữa nha các bạn. Đây mình băng qua đường Mai Chí Thọ ha. Thì Mai Chí Thọ này các bạn đi từ bên Sala qua cũng được luôn. Sala qua mình vòng lại bên đây cũng được. Và đây là một cái phát hiện mới của Tuấn khi mà đi vô cái đường đại lộ vòng cung này, thì phát hiện là nó thông qua với lại Sala và đang có đường sẵn rồi, rất là đẹp luôn. Thì mình mới thấy là những cái tiện ích kinh khủng của những cái thuận lợi kinh khủng của dự án Empire City này, nếu mà khi mà nó được bàn giao nhà thì có sẵn đường hết rồi các bạn. Nó đi qua đường này là đường Châu Thổ trên cao hả các bạn ha. Nó có cây cầu thông qua đường Nguyễn Cơ Thạch. Rồi Nguyễn Cơ Thạch này á, đường Châu Thổ trên cao này nó bị ngăn lại một đoạn khi mà tới qua Nguyễn Cơ Thạch á, thì nó đi qua bên đường
Châu Thổ trên cao tiếp tục, rồi có thể băng qua lên đinh đường bên kia, đường Mai Chí Thọ luôn các bạn, rất là tiện luôn. Đó các bạn thấy chưa, bây giờ là chúng ta đang tiến vô cái con đường mà nó trên bản đồ nó ghi là Châu Thổ trên cao ha các bạn ha. Thì nó thông qua tới bên trong của dự án lòn bên trong Sarina, nó thông qua bên Sarina luôn và bọc nguyên cái vòng của phía bên trên, phía bên ngoài của cái dự án Sala luôn các bạn. Đó, nó bọc quanh luôn những cái bãi giữ xe trống, những cái bãi đất trống nè, rồi nó đi lòn qua sân tennis bên trường tiểu học quốc tế, rồi nó thông qua bên đường Hoàng Thế Thiện ha các bạn ha. Đó, và nó ra Mai Chí Thọ luôn. Thì các bạn dòng lại đường quẹo phải bên Hoàng Thế Thiện, mình băng qua bên đường khác cũng được, mà mình qua bên đường Hoàng Thế Thiện để mình đi Nguyễn Thị Thạch cũng được, rất là hay. Và tuyến đường này các bạn thấy không, nó làm rất là chỉnh chu luôn, cái cầu này nó bắt qua nè. Hôm nay là một cái phát hiện mới, tại lúc trước là nó không cho đi nên Tuấn cũng không có để ý. Thì hôm nay thì mình thử quẹo coi Empire City nó thông qua được những cái nhánh nào. Thì hai cái khu đô thị hàng đầu ha, gọi là vị trí lõi trung tâm, một bên là vị trí vàng, một bên là vị trí kim cương, hai bên nó đều đẹp hết. Đây là Nguyễn Cơ Thạch nè các bạn, thì thẳng trên đó là đường Châu Thổ trên cao luôn ha. Rồi tới khu Sala đó các bạn, cuối đường Sala bên trái là khu Sala, đó là biệt thự, bên phải là khu căn hộ cao cấp. Thì mấy cái tập trước Tuấn đã làm rồi, các bạn muốn coi cái mặt tiền đường Sala, mặt đường Nguyễn Cơ Thạch á, giá bao nhiêu tiền cái shop house á, thì coi cái tập trước của Tuấn là nó trên 70 tỷ đó các bạn. Còn khu biệt thự bên trong thì hôm nào mình có dịp mình sẽ quay cho các bạn coi. Thì khu biệt thự nó nhìn ra hướng bên này luôn nè. Đó, mình đi thì mình thấy những cái tiện ích nào của nó quanh cái dự án đó, để cho các bạn có cái nhìn rõ hơn về một cái dự án, chứ mình đừng có đứng ngay cái dự án mà mình cứ tưởng tượng ra đó, thì nó không có thấy được những cái hay, những cái tiện ích của nó mang lại, sắp tới sẽ mang lại những cái gì, trong tương lai có cái gì chắc chắn ha, chứ không phải là đợi nữa, mà là chắc chắn có trong thời gian sớm. Thì cái này là hiện tại là có rồi, là đường Châu Thổ trên cao này. Thì một lát nữa khi mà đi ra, Tuấn sẽ dòng ra cho các bạn coi và đi luôn từ cái hướng này đi về cái hướng. Thí dụ bạn có quên mua đồ gì đó, ghé Sala lấy, mua bánh, mua cà phê gì đó, rồi ghé lên Sala mua ly cà phê. Còn bên này thì mốt mình dĩ nhiên mình có rồi, nhưng mà có những cái thương hiệu mà bên Empire nó không có, bên Sala nó không có, thì nó đi qua bên Empire nó mua. Ngược lại thì Empire không có thì bên Sala mua. Đó, thì mình đi về hướng trung tâm vẫn được. Phía trước mình là đường thẳng vô một cái cổng nữa của bên dự án này, thì chắc có lẽ cái đó là cổng chính. Nó là bao bọc vòng tròn được mà các bạn, một cái dự án thường thì nó đi vòng tròn được. Mình muốn đi cổng nào thì mình tấp vào cổng đó thôi. Thì cái mặt cái hướng này thì hướng ra bên bờ sông, thì nó có cái view đẹp ha, view pháo bông rồi view triệu đô mà. Thì cái view bạc sông này là chắc là mắc nhất rồi. Đó, thì cái cua này nó làm hơi gắt các bạn. Đó, cua làm hơi gắt. Rồi, thì Tuấn sẽ tiếp tục quay vô để coi cái dự án người ta đang làm gấp rút tới mức độ nào. Thì Tuấn thấy là người ta thi công đang rất là năng nổ ha, đang làm rất là nhanh để kịp bàn giao đúng dự án là quý 2 đó các bạn. Nghe nói là quý 2 năm 2020 là sẽ bàn giao đó, nhưng mà bây giờ là gần qua quý 2 rồi, giờ tháng 3 rồi, chuẩn bước qua quý 2 rồi đó. Thì dự án vẫn đang gấp rút ha. Kế tiếp là mình sẽ đi tới đó và mình xuống dưới mình cảm nhận những cái dự án tương lai của nó ha các bạn. Khí hậu ở đây thì rất là tốt, tại vì ven hồ mà, tối thì nó mát lắm, buổi trưa thì nó cũng không có nóng lắm đâu các bạn. Nhưng mà tại vì khi mà dự án chưa xong thì
cây cối người ta chưa có chăm sóc á, thì theo mình là chuẩn bị mấy cái xe bê tông này nó xong hết phần thô là nó sẽ làm cái cây chỉnh đốn lại ha. Nhưng mà cái này là của những cái tập đoàn lớn có thương hiệu thì người ta sẽ làm rất là chuyên nghiệp. Mình sẽ đậu lại để mình quay ở phía dưới cho các bạn coi. Thì cái giá của nó thì hồi nãy Tướng nói rồi đó, từ 90 cho tới 120. Thì bạn mua bao nhiêu mét vuông thì nó nhân lên thôi. Ví dụ mua 90 mét vuông thì 100 mét vuông thì là 99 tỷ ha. Thì 100 mét vuông hai phòng ngủ các bạn. Mình xuống mình thử camera cái rồi xong mình quay cho các bạn coi đó. Thì bữa quay cái phần 1 á thì nhiều bạn coi nên mình hôm nay mình muốn quay cái đoạn này cho các bạn thấy dự án của nó đẹp cỡ nào. Thì đang đi bộ trong cái phía đối diện của nó, thì sau này cư dân của nó sẽ đi một cái dọc công viên nội đô khu của nó và cái công viên ven hồ này, thì nó thấy cái view gì để cho chúng ta thấy sau này nó đẹp cỡ nào. Thì dĩ nhiên mấy cái này á, mấy cái phía cây này nó sẽ làm luôn ha các bạn ha, nó sẽ làm lại cho nó đẹp. Ở bên đó là cái gì, bạn thấy cái bồn nước á, là bồn nước chứa nước á, là ở quận 4 á các bạn, đó Nguyễn Tất Thành ha. Rồi mình thấy là tàu Alisa, các bạn thấy không, cái tàu màu đen đen á, Alisa thấy không, đó bên kia là 68 tầng ha các bạn ha. Còn đối diện bên này là phố đi bộ. Thì sau này phố đi bộ nó sẽ bắt cái cầu, phố đi bộ Nguyễn Huệ á, bắt cái cầu đi bộ qua bên này luôn. Và bắt thêm một cây cầu đi qua bên hướng đại lộ Vòng Cung này. Thì thành ra sau này cái view á, cái view của thằng Empire City này á, thì nó sẽ nhìn thẳng qua đây cái tòa nhà của nó, nhà mẫu. Các bạn tối ăn cơm tối rồi á, sẽ nhìn xuống thấy mấy cái tàu, những người đi bộ đi qua bên từ quận 1 qua quận 2 ha, thấy phố đi bộ rồi luôn. Đó, view rất là đẹp. Đó, nhìn qua bên đó thấy nè các bạn. Đó, view 66 tầng. Rồi view tàu bên kia ha. Rất là đẹp. Hiện tại giá của nó là mấy căn hộ hai phòng ngủ là 9 tỷ mấy luôn các bạn. Khi mà xây xong thì giá khác nữa, chắc mười mấy tỷ ha. Đây là cái view của tòa nhà, nó tên là cái view Nara gì đó các bạn. Đó, hồ bơi vô cực nhìn qua 68 tầng ha. Đó, Nara. Đó, hồ bơi vô cực đó các bạn. Nhìn qua bển, phòng gym cũng nhìn qua bên đó luôn. Đây là phía dưới mặt đất nè, khu công viên sinh thái và hồ nước rồi đó. Ở dưới chân á, tiện ích nội khu á. Đây là tổng quan của cái dự án của nó, có cái bến du thuyền nhỏ. Đây là cái đường vô nhà mẫu đó nè, rất là đẹp nè. Các bạn nào mà có nhu cầu thì đi vô khu nhà mẫu coi. Trồng mấy cây chuông vàng rất là đẹp. Sau này mấy cái thảm cỏ xanh này á thì có rất là nhiều ha các bạn ha. Nè. Nó có mấy đường vào lẫn cái đường vào phía trước á, hồi nãy là nó đi thông qua bên bên Sala luôn, đi thông nội đô với nhau hết, nội bộ đường nội khu luôn. À, thì làm rất là bài bản, những chất lượng xây dựng rồi này nọ thì mình thấy là đang làm rất là gấp rút ha. Sau này một cái sân này là cái shop house dưới này đông nghẹt luôn á các bạn. Đây là đại công trường. Cái hướng vào bên kia là gần như là nó đang đóng ha. Mốt nó mở ra Tướng vào cho các bạn coi phần 3. Đó, đây là cái tòa nhà xây của nó nè, rất là đẹp luôn các bạn. Cây cối sinh thái trên cao ha. Về đêm là hết ý luôn. Đây là tổng quan nhìn từ bên hông. Và cái view nhà hàng, view triệu đô nè các bạn. Đó, những cái mùa bắn pháo hoa thì cái view này ngồi vừa lãng mạn mà vừa là đẹp. Chúc mừng năm mới hết ý luôn. Đó, đây là cái view tàu nè các bạn. Bến Nhà Rồng ha. View bến Nhà Rồng á.
Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để cho các bạn coi cái vị trí của hình như mấy cây cầu á, mấy cây cầu bắc qua hay cái cầu đi bộ bắc qua là ở bên phía đâu ở những cái đoạn này mà mình đi nè. Cầu đi bộ bắc từ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ qua đó là phố đi bộ luôn. Và có đường nghe nói trên cầu đó có cái xe đạp nữa các bạn. Thì để Tuấn cho các bạn coi hình cái cầu ha. Đó, nhìn cái view này cũng đẹp nè các bạn. Đây là cái phối cảnh cầu đi bộ bắt từ phố đi bộ Nguyễn Huệ qua bên phía phố đi bộ của Empire luôn, phố đi bộ Vòng Cung luôn. Đó, đây là kết cấu của nó, của một cái công ty kiến trúc để nộp lên thành phố duyệt đó các bạn. Mình thấy cái phối cảnh này đẹp. Rồi thêm một cây cầu nữa là cầu Thủ Thiêm 2, biểu tượng của thành phố mình đó. Ngay có du thuyền đậu dưới quá trời các bạn thấy không? Đó là đang xây ở Tôn Đức Thắng á. Thì Tuấn cho các bạn coi để hình dung ra cái khu Empire City này tại sao mà nó có cái giá trị cao như vậy. Một căn hộ mà gần 100 triệu ha, 100 triệu một mét vuông là gần bằng cái diện tích cái đất liền thổ rồi ha. Thì nó có xứng đáng hay không thì cái giá hiện tại là như vậy, và khi người ta có nhà, những nhà người ta decor rồi thì cái giá nó sẽ hơn nữa. Thì theo Tuấn thì cái giá hoàn toàn là xứng đáng với cái vị trí của nó và những cái tiện ích hiện tại, những cái thuận lợi của nó ha. Thì quan trọng nhất là nó có phù hợp với cái công việc, cái gia đình của mình hay không thôi. Về tài chính, về công việc, về cái hướng di chuyển, ví dụ người ta mình làm việc ở xa đây thì mình đâu có cần phải ở trong trung tâm này, mình ở nơi gần của mình làm việc. Thì cái hướng này nó cũng có một cái hướng vào nữa, thì bạn nào biết là hướng đó là đi từ bên đâu vô thì các bạn comment cho Tuấn biết nha, tại vì đang đi ngược chiều á các bạn. Rồi thì mình sẽ vòng ra lại thì các bạn thấy được cái những cái tiện ích mà những cái khí hậu xung quanh của nó khi mà nó lên cây hết rồi á, cây nó phát triển hết rồi á, thì khu này rất là tuyệt vời ha. Đó thì những cái phố đi bộ sau này đông đúc, có cái cầu mới hồi nãy băng qua thì Empire City giống như là ở quận 1 thôi các bạn, giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ băng qua đây đi bộ bên này thì mình ở bên này, mình đi bộ qua bên kia, mình đi xe đạp qua mình băng về. Còn nếu mình muốn đi xe ô tô thì mình đi qua hầm Thủ Thiêm là tới thôi. Đó thì Tuấn đã quay xong cái khu nội khu của sơ cái khu vực của Empire City cho các bạn coi. Tập trước Tuấn cũng đã quay rồi nhưng mà quay cái góc khác. Thì cái góc này thì các bạn vẫn thấy là người ta đang rất tập trung ha, tập trung cao độ để kịp bàn giao cái dự án trong quý 2, những cái lốc nhà đầu tiên để giao cho các bạn. Thì tại sao mà Tuấn làm mà nhiều tập cái dự án Empire này? Tại vì một cái hình ảnh mà của thành phố Hồ Chí Minh nó mang lại cho một cái thành phố hiện đại của chúng ta, thì Tuấn rất là thích những cái dự án như vậy. Và Tuấn không có phải là quảng cáo cho nó, mà Tuấn cảm nhận thực tế từ chính bản thân của mình để đưa ra những cái thông tin có ích, phù hợp với bạn. Nếu mà bạn đang phân vân mình chọn lựa cái Empire City, thì những ai mà làm việc ở quận 1, quận 2 hoặc là thích cái không khí khí hậu ven sông thì Empire City là một những cái lựa chọn rất là đáng quan tâm ha, rất là đáng để chúng ta cân nhắc. Thì bây giờ Tuấn sẽ đi ngược ra lại ha, đi ngược ra lại hướng đường Châu Thổ trên cao để cho các bạn thấy một cái kết nối tuyệt vời giữa Empire City và dự án của Sala của Đại Quang Minh ha. Rồi mình tiếp tục mình đi nè. Thì tưởng tượng là mình có nhà ở Empire City ha. Rồi chúng ta vô hầm lấy xe chạy ra, thích thì chạy thẳng ra bên ngoài đi về hầm Thủ Thiêm, còn không thích thì chúng ta quẹo qua Sala, chúng ta qua Sala ngắm cảnh tiếp bên Sala, hoặc là vô cái quán nào đó, hoặc là mua cái gì đó ở Sala rồi mình đi về quận 1 là bình thường. Còn nếu mà không thích đi về quận 1, đi về Bình Thạnh, đi qua 81 thì đi thẳng Nguyễn Cơ Thạch, hết đường Nguyễn Cơ Thạch rẽ phải là tới đường Nguyễn Hữu Cảnh, thì chúng ta qua Landmark hoặc là chúng ta về Vinhome Ba Son, qua Vinhome 81 đó.
những cái tiện ích tuyệt vời của nó là cái quận 2 á, nó làm những cái con đường và làm quá nhanh, làm rất nhanh. Những cái khu mà những cái đại dự án gì nó được làm rất là nhanh, do là cái dự án người ta làm nội khu để link qua nội khu với nhau, và người ta xin phép hoặc là người ta tự làm nó sẽ nhanh hơn và chờ từ bộ vào, có thể là như vậy theo Tuấn nghĩ ha. Các bạn nào biết như thế nào thì có thể comment ha, cái đó là theo ý kiến của Tuấn thôi. Đó, bạn thấy đường này đẹp không? Đường cây cối rất đẹp, giống như là mình đang đi ở ở ngoài ngoại ô vậy ha, chứ không phải đang đi trong thành phố. Rồi thẳng luôn qua bên kia mà cái đường nó chặn lại á, cũng là đường Châu Thổ lên cao luôn ha. Thì mình đi ra bên vòng cái đường vòng qua bên Sala, còn cái này thì mình đi Nguyễn Cơ Thạch nè các bạn. Tại sao Tuấn quay dài và Tuấn quay một cái dài thì cái video nhiều khi khó tiếp cận với các bạn hơn, nhưng mà nó là một cái video cho bạn được cái cảm nhận là bạn là một cái cư dân ở Empire City, thì bạn đi đâu, làm gì, có thể làm gì ở dự án đó, và có thể đi đâu mua cái gì ở dự án đó, có phải đi về quận 1, quận 3, quận 5, quận gì đó, quận 7 thì đi sao, và muốn đi chơi thì sao, tối đi chơi thì sao, sáng đi làm việc thì sao. Đó thì tất cả những cái đó, những cái video mà những cái tập của Tuấn cộng lại sẽ đem lại cái đó cho các bạn, mặc dù là nó dài hơn những video khác, nhưng mà nó thực tế, nó gọi là tham quan dự án một cách trực quan hơn. Thì đó, đây là Sala. Thì khi mà chúng ta ở Empire thì chúng ta qua Sala chỉ cần 5 phút thôi ha. Thì muốn làm gì bên Sala cũng được. Rồi mình đi, đi hẹn bạn uống cà phê ở Vinhome Ba Son, chạy qua thẳng đường Nguyễn Cơ Thạch này tới đường Nguyễn Hữu Cảnh, gặp bạn ở Vinhome Ba Son, đón ở biệt thự Vinhome Ba Son. Còn không thôi thì qua Landmark 81 đón bạn ở Vinhome. Còn không chạy ra quận 1 trung tâm, qua hầm, qua bên Nguyễn Hữu Cảnh quẹo trái qua rồi tới Lê Quý Đôn đó, Lê Quý Đôn á, mình đi vô Vincom, vô Passion, qua nhà tòa nhà 68 tầng. Thì nói chung là những cái tiện ích đó cách nó chỉ cần 15-20 phút rồi các bạn, rất là nhanh luôn. Thì mình muốn đi cái đường này để cho các bạn thấy là một cái đường rất tuyệt vời của Empire City. Còn nếu mà không có cái đường này thì chúng ta lại đi đi thẳng qua cái đường ven hồ trung tâm, thì đi vòng qua bên Nguyễn Cơ Thạch cũng được, nhưng mà đi đường này nó đẹp hơn các bạn. Đi đường mình có xe hơi hoặc là mình có xe đẹp thì chúng ta đi những cái đoạn đường đẹp, nó đỡ phải tranh giành đồ. Đường xá thì sẽ xa chút cũng không sao. Rồi thì hôm nay Tuấn sẽ làm cho các bạn coi cái tuyến đường mà của Empire City nó đi ngang qua, để cho các bạn thấy rõ được những cái giá trị của nó ha. Giá trị 100 triệu một mét vuông của nó là tại sao. Thì mình đi tuyến đường thì mình biết tại sao rồi, thì sau này nó bàn giao nhà thì các bạn biết lý do thứ hai nữa. Thì bây giờ là tất cả những gì là mình thấy là trên giấy thôi, trên hình ảnh thôi, thì sau này người ta bàn giao thì có dịp sẽ quay cho các bạn chi tiết ha. Có thể là tập 3, tập 4 gì đó. Trước mặt chúng ta là nó đó các bạn, Empire City đó. Thì khi mà chúng ta đi hố từ Sala, đi hố không quên đồ, chúng ta quẹo qua Sala, chúng ta vòng lại Empire City ngay chỗ này được ha. Đó là quẹo trái thì vô đại lộ vòng cung á. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua hầm, qua quận 1. Thì nếu mà tính từ cái video nãy giờ Tuấn chưa có ngân á, để Tuấn cho các bạn thấy là nó chỉ có 10 phút thôi, là đi từ đây qua bên quận 1 á, chỉ có 10 phút thôi ha, với cái giao thông bình thường đó. Thì những cái tòa nhà mà view về hướng này á, hướng quận 2 thì nó không có cao bằng về cái hướng bờ sông các bạn ha. Hướng bờ sông mà sau này chúng ta coi bắn pháo hoa được á, đó là lúc nào nó cũng mắc tiền hết. Còn gì tuyệt vời hơn là một cái buổi tối giao thừa, chúng ta không có phải đi tranh giành chỗ ha, ở nhà khui mấy chai rượu champagne chờ sẵn ha, đúng ngay cái dịp giao thừa khui lên, khui rượu vang lên rồi chúc mừng năm mới thôi. Thì Empire City sẽ giúp chúng ta có được những khoảnh khắc đó. Cái dự án Empire City này thật sự là quá đẹp. Thì Tuấn đi vô hầm rồi các bạn, giờ đi ra thì khoảng 10 phút, 15 phút thôi ha.
là tới trung tâm quận 1, tới quẹo qua bên phải là đường Phó Đức Chính, là thẳng cái là tới chợ Bến Thành đó các bạn. Thì tới đây Tuấn xin tạm dừng video để cho các bạn có được một cái nhìn kỹ hơn về Empire City. Thì thời gian sắp tới có cái gì hay ở Empire thì chúng sẽ làm tập 3 và tập 4 khi mà nó hoàn thiện và nó cho bạn giao nhà. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, và nếu thấy video hay thì like hoặc share, đăng ký nút chuông để nhận được các tập tiếp theo của Tuấn về các dự án bất động sản nổi trội ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước, và cuộc sống Sài Gòn có cái gì hay, cái gì vui, cái gì ăn ngon thì Tuấn cũng có post lên đây cho các bạn coi ha. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc nha.